Xin chào cả nhà nha, xin chào cả nhà nè. Hôm nay An giới thiệu tới mọi người, đây là ủ trắng cà phê hàng bao chính hãng của công ty nha mọi người nha. Hàng của công ty nha mọi người nha. Hàng bao chính hãng, giá lẻ của nó là niêm yết 180.000. Mọi người đến shop mua một set là được giá sỉ. Ủ trắng cà phê này mọi người có thể sử dụng được cho mặt và cho body nha mọi người. Mình có thể trộn chung với sữa tươi không đường, hoặc trộn chung với chanh, trộn chung với cam, cũng có thể sử dụng với nước khoáng ha, mình quậy đều với nước khoáng sau đó mình ủ nha. Một set của nó là như thế này ha, rất là sang chảnh nha mọi người. Đó, một set là như thế này. Khi mua một gói thì nó có kèm một miếng giấy hướng dẫn sử dụng cho mọi người ha. Miếng giấy là hàng chính hãng của công ty. Mọi người đến shop mua một set là được giá sỉ nè. Khi mọi người sử dụng lần đầu tiên, da của mọi người nó sẽ bật tông gõ và da của mọi người sẽ mịn hẳn da. Bao cho mọi người lần đầu tiên sử dụng là bật tông nha. Mọi người đến shop mua một set là được giá sỉ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại nè.